Lý do đầu tiên có thể thấy đó đơn giản là sự ganh đua thuần túy trong bóng đá. Khi đội của bạn gặp một đội bóng kỵ dơ nhất, thường có kết quả không tốt khi đối đầu, thì việc bạn không ưa đối thủ là dễ hiểu. Trên trang mạng xã hội của hội cổ động viên Hải Phòng cũng đã có dòng status thừa nhận: thi đấu rời rạc, thiếu thủ lĩnh, không quyết tâm, Hải Phòng đã thua trong trận đấu Hà Nội chấp người. Thêm nữa, còn nhớ ở vòng 6 trên sân Lạch Tray, khi câu lạc bộ Hà Nội đến làm khách, thì một nhóm cổ động viên Hải Phòng cũng đã gây rối, đồng thanh, có những lời lẽ xúc phạm đội khách, gây hậu quả là án phạt câu lạc bộ thi đấu trên sân không khán giả sau đó 2 vòng. Một lý giải có vẻ thuyết phục nữa là vì cổ động viên Hải Phòng luôn đoàn kết, có tình yêu mãnh liệt với bóng đá và họ thích những cách cổ vũ cuồng nhiệt và tạo ra bầu không khí theo kiểu như vậy. Một thành viên đã chia sẻ, bao nhiêu năm nay anh em đi cổ vũ, khi đi thì cũng chỉ có 30% niềm tin là sẽ thắng, nhưng vẫn cứ đi thôi các bạn, đừng nghĩ thương hay gì hết, đi là đi. Và pháo sáng gần như đã trở thành một đặc sản cổ vũ của một nhóm cổ động viên Hải Phòng. Còn nhớ họ từng chọn cách ném máy bay giấy sau khi bị cấm sử dụng pháo sáng, nhưng sau đó một thời gian thì pháo sáng đã trở lại và không ai còn thấy những chiếc máy bay giấy nữa.